82 thiên, ngày 82. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Có vẻ như bạn rất thích quán cà phê này. 看起来你很喜欢这家咖啡厅。 看, 起, 来, 你, 很, 喜, 欢, 这, 家, 咖, 飞, 听, 看起来, 你很喜欢这家咖啡厅。 看起来你很喜欢这家咖啡厅。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好。 Ở đâu? 在哪儿? Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Cho mình số di động. 给我手机号码. Có dùng Facebook hay không? 用不用脸书? Sau khi về, dùng từ chu để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. 回去以后. Thêm bạn xong rồi. 加好了. Còn phải làm cô giáo của mình. 还要当我的老师. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了. Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Cho mình cappuccino. 给我卡布奇诺. Chưa uống qua, chưa từng uống qua. Mấy khơ qua. Thái độ phục vụ của chỗ này. 这里的服务态度. Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理.